Tacos, wherever you go. Thương hiệu vali, ba lô, túi xách cao cấp từ Mỹ. Chào đón các bạn đang đến với chương trình Thử thách bất ngờ. Thân mến, và chương trình Thử thách bất ngờ của chúng ta do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng vào lúc 21:15 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Và xin được cảm ơn nhãn hàng vali, ba lô, túi xách cao cấp Sacoach đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Và kính thưa quý vị, trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta luôn giao tiếp với nhau bằng tiếng Việt. Đó là ngôn ngữ mẹ đẻ rất là quen thuộc rồi, đúng không ạ? Nhưng mà đôi khi chúng ta không thể nào hiểu hết được những ý nghĩa sâu xa mà tiếng Việt mang lại. Như vậy thì ngày hôm nay hãy cùng Tường Vi khám phá những nét đặc sắc của tiếng Việt các bạn nhé. Và bốn người chơi vừa là đối thủ vừa là đồng đội, họ sẽ cùng nhau vượt qua hết tất cả những câu hỏi của chương trình để mang về giải thưởng lên đến 45 triệu đồng. Người chơi của chúng ta đó là ai? Thì ngay bây giờ hãy chào đón ca sĩ Tống Hạo Nhiên. Xin chào MC Tường Vi và xin chào quý vị khán giả. Rất vui khi được tham gia chương trình Thử thách bất ngờ. Thật sự là hiện tại bây giờ thì mình cảm thấy hơi run sợ một chút xíu. Cái giọng thôi là cũng thấy hơi run run một chút xíu luôn. Thật nha, mà sao run vậy? Tham gia những cái game mà nó giải trí thì không sao, nhưng mà liên quan tới chính tả hay là những cái gì mà liên quan tới vần rồi đó thì mình dễ bị sai, và mình đang hồi hộp sợ là không biết là mình có không sao đâu. Nhiên cứ bình tĩnh đi, không có gì phải lo lắng hết. Hầu như ai đến đây mọi người cũng đều bối rối về cái chuyện là sợ sai chính tả, nhưng mà Vi nghĩ là ít nhất phải có một vài lần nào đó sai chính tả, đúng không? Không, thì mình có sai mình mới sẽ sửa chứ. Không, dĩ nhiên thì luôn sai. Luôn sai. Không sao. Vậy thì bây giờ sau chương trình này về bắt đầu là sẽ bớt sai từ từ nha. Và chúng ta hãy cùng gặp gỡ khách mời thứ hai, đó chính là MC Phương Linh. Xin chào chị Tường Vi, anh Tống Hạo Nhiên cùng với quý vị khán giả đang xem chương trình Thử thách bất ngờ. Thật ra thì em là một người trái ngược với anh Tống Hạo Nhiên, là em rất ít sai chính tả. Vâng, cho nên hôm nay em tham gia chương trình Thử thách bất ngờ để em vượt qua thử thách của chương trình. Đồng thời là hôm nay em mặc cái áo đầm dài thì cũng có lý do rất của chỉnh nó. Rất chỉnh chu luôn. Vâng, hy vọng những ngôn từ của em thốt nên nó có thể chỉnh chu và nó đúng chính tả để cho các bạn bè của em, gia đình của em xem và cảm thấy là tự hào về em. Hy vọng là bạn cũng sẽ bảo toàn được số điểm thật cao để cho gia đình tự hào về bạn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ diễn viên Trà Ngọc. Xin chào tất cả mọi người. Chào chị Vi. Ủa hai người quen nhau hả? Không có, không có. Dạ quen. Không, tụi em không quen luôn hả? Tụi em chỉ có một đứa con chung thôi chứ không quen nhau. Ngọc ơi, hồi nãy giờ Nhiên nói là Nhiên sai chính tả dữ lắm, không biết Ngọc sao. Y vậy luôn. Anh nói gì vậy? Em bước ra đây với một cái tâm thế rất là tự tin luôn. Em còn một cái thành tích nữa là 3 năm cấp 3 em đã học lớp chuyên xã hội văn sử địa. Mà nói nghe nè, thường mấy bạn ra mà giới thiệu mình là chuyên này chuyên kia, điểm hơi hơi khiêm tốn chút xíu. Thường ta gọi là té hang đó em. Ủa gì kỳ vậy? Nhưng mà không sao, hôm nay mình lật ngược đi. Dạ, mình đúng nói rồi. Là tôi nói sao tôi làm vậy đó. Đúng rồi, ngày hôm nay em sẽ là một người đầu tiên bước ra đây nói sao thì kết quả sẽ là như vậy. Đúng, chính xác. Và bây giờ hãy cùng gặp gỡ người chơi cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay, và đó là MC Chi Bảo. Dạ, chào chị Tường Vi cùng các anh chị cùng chơi, và chào toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Thử thách bất ngờ. Đến với chương trình hôm nay thì em mong muốn sẽ được củng cố lại cái vốn ngữ pháp tiếng Việt của em. Tại vì trong thời gian qua thì em thấy là tuổi teen đó thường hay nhắn tin, ngữ pháp nó hay bị teen có chút xíu á, cho nên đôi khi em cũng bị quên. Mong đến chương trình hôm nay thì giúp em có thể là củng cố lại ngữ pháp tiếng Việt của em. Ngọc, em thấy chưa, đàng hoàng liền luôn á trời. Người ta đàng hoàng, người ta đàng hoàng quá chừng luôn á. Em bị sợ á, tự nhiên cái vậy là tính ra là chỉ có mình ở đây là mình mất cái nền tảng chính tả ha. Có mình anh thôi. Và hy vọng là ngày hôm nay bạn cũng
sẽ phát huy tối đa khả năng của mình nha. Và ngay bây giờ chúng ta hãy bước vào vòng thi đầu tiên được mang tên Biệt đội ngôn ngữ. Chúng ta đang đến với vòng thi biệt đội ngôn ngữ. Vòng 1 có tên biệt đội ngôn ngữ. Người chơi tham gia một số thử thách để xem khả năng ngôn ngữ tiếng Việt của mình. Vòng này không tính điểm. Và sau vòng này, mỗi người chơi được tặng 10 điểm ngôn ngữ. Lượt đầu tiên, hãy kể tên các loại trái cây có vỏ màu đỏ. Thanh long. Dâu. Gấc. Dâu. Gấc. Nho. Ớt. Màu đỏ, màu đỏ. 5. Màu đỏ, màu đỏ. Màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ. Hai. Đỏ, màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ. Hết giờ. Lượt thứ hai. Dạ. Hãy kể tên các môn thể thao chơi đồng đội. Đá bóng. Bóng chuyền. Bóng rổ. Bóng chày. Rồi mình chơi. 5 4 3 2 1. Hết giờ. Trời. Còn hai người thôi. Bây giờ lượt cuối cùng. Hãy kể tên các đồ vật có hình tròn. Trái bóng. Viên bi. Cái chén. Cái tô. Cái dĩa. Cái nồi. Cái chảo. Cái nắp xoan. Cái đĩa nghe nhạc. 5 4 3 2 1. Hết giờ. Cảm ơn mọi người. 10 điểm dành tặng Trang Âu. Ba bạn có muốn được điểm không? Dạ có. Dạ có. Vậy bây giờ mình chơi một cái trò chơi nho nhỏ của chương trình nha. Mỗi bạn đều có một cái dụng cụ riêng cho mình. Và quan trọng bây giờ là mỗi người phải trình diễn ca khúc, show cái giọng hát của mình ra nha. Mỗi người suy nghĩ ra một bài hát. Nhưng mà quan trọng nhất là không được quên cái vật dụng mà mình đang có nha. Phải hát vô micro. Vừa hát vô micro mà vừa phải hoạt động, cho nên là không được ngắt chữ nữa. Rồi bây giờ ai sẽ là người tiên phong ạ? À? Anh Nhiên ạ. Em thắng em có quyền ạ. Ok em có quyền em. Nhưng mà đề là em cho nha. Hả? Đừng em ơi. Em đề nghị là trong cái phong thái vừa tập tạ thì mình hát ru con đi. Ru con. Dạ. Xin mời. Anh hát bài Âu ơi với dầu cho em. 2 3. Âu ơ dí dầu cầu giang đông đinh. Nhìn nó kỳ vậy sợ luôn. Cầu tre lắc lèo. Ngân em ơi. Ngân. Ru con không ngân nó không ngủ. Cầu tre lắc lèo. Xuống. Dập gần khó đi. Vỗ tay các bạn ơi. Rồi. Tiếp theo sẽ là. Thôi để em cho. Rồi. Mấy bạn khán giả ơi, có thể cho em một tràng pháo tay được không ạ? Cố lên. Thôi chị Vi cho đề đi. Hai con thằng làng con đi. Dạ. Rồi. Vô. Hai con thằng làng con. Trời cùng trời nhau ơi. Trăng. Nhau đón thôi. Cha thằng làng mù heo. Gọi chúng đến. Mới mắt cho. Trời ơi sợ quá. Hai con thằng làng con. Đuôi thì to nhưng đã cụt rồi. Ôi đớn đau quá trời. Trước mắt là tươi vời. Trời ơi hết rồi mừng quá. Trời mừng quá. Em hát xong hai con thằng nó tươi vời cũng tươi. Tươi vời luôn. Rồi chàng trai cuối cùng. Bây giờ thì nãy giờ. Không, cái này không phải là cái chảo. Trong mắt chị nó là cái nón lá. Em hiểu không? Bây giờ em vừa hát vừa múa nón lá cho chị. Hát làm sao nhưng mà cái múa là phải nghe nha. Người ta thắng người ta có quyền em thông cảm. Hát bài chiếc áo bà ba cho chị. 2 3. Ba ba trên dòng sông. Không lạ ở đâu trời. Nón lá thường ta hay che nghiêng ra sao luôn. Che nghiêng nè. Con sông. Nón lá đội nghiêng. La la. Hầu Giang ơi em vẫn đợi chờ. Rồi muốn ăn sao luôn, muốn ăn sao luôn nè. Dạ. Kết dán, kết dán. Thử thách ngày hôm nay có vẻ là khó khăn quá với các bạn đúng không nào? Nhưng mà không sao, các bạn cũng đã vượt qua được và giành được 10 điểm của chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng 2 của chương trình được mang tên Câu hỏi ngôn ngữ. Câu hỏi ngôn ngữ.
đã quay trở lại với vòng 2 của chương trình được mang tên Câu hỏi ngôn ngữ. Vòng 2 có tên Câu hỏi ngôn ngữ. Sẽ có 5 câu hỏi về chính tả và ngôn ngữ. Khi MC đọc câu hỏi, người chơi ghi đáp án vào bảng và đưa lên để trả lời. Với mỗi câu hỏi, người chơi có 20 giây để suy nghĩ và đưa ra đáp án. Cách tính điểm như sau: nếu đúng, số điểm được bảo toàn. Nếu sai hoặc không ghi kịp đáp án sẽ bị trừ 1 điểm. Và câu hỏi đầu tiên của chúng ta như sau: hãy sắp xếp lại câu thành ngữ cho đúng ý nghĩa. Bác, ngồi, vàng, ăn, mát. 20 giây bắt đầu. Xin mời đáp án ạ. Xin mời Hạo Nhiên, bạn hãy đọc đáp án của mình. Đây là ngồi mát ăn bát vàng. Dạ, đáp án của em cũng là ngồi mát ăn bát vàng. Chi Bảo. Dạ, đáp án của em cũng là ngồi mát ăn bát vàng. Dạ, em cũng không có gì khác hết. Coi như là y chang, tại vì cái câu này quá quen thuộc với chúng ta đúng không nào? Và với câu hỏi đầu tiên, các bạn được bảo toàn số điểm. Ngồi mát ăn bát vàng là diễn tả không phải làm lụng mà được hưởng cuộc sống dễ chịu, phú quý. Với câu hỏi thứ hai, xin mời các bạn cùng hướng mắt lên màn hình để xem hình ảnh. Hãy cho biết hình ảnh trên nói về câu thành ngữ nào. 20 giây bắt đầu. Xin mời đáp án. Chi Bảo. Dạ, em thấy cái hình này em định ghi là tai làm giả chịu, nhưng mà em ghi không kịp. Trà Ngọc. Em ghi chữ lạc, xong rồi giờ em ngồi em suy nghĩ là chữ lạc là chữ C hay chữ T. Và với hình ảnh này, đáp án của chương trình đó là mua dây buộc mình. Trời ơi. Ủa, sao vậy? Rất tiếc là cả 4 bạn đều bị trừ 1 điểm. Buộc mình có nghĩa là tự chuốc lấy rắc rối gây khó khăn cho chính mình. Chúng ta sẽ đến với câu 3. Xin mời các bạn hướng mắt lên màn hình để xem một đoạn phim. Đi đi, đi luôn. Đi chơi không? Anh Quý, tiểu Long, đi chơi không? Gì vậy? Cái thằng ngốc tử kia. Mày làm gì mà la lối hôm xòm vậy? Chưa nắng nghe mà đi đâu? Mày thừa biết hôm qua tụi tao đi là đi trốn tắc cài bông, chứ đâu có đi chơi. Thì hôm nay mình đi chơi. Câu hỏi của chúng ta là: qua trích đoạn bộ phim Kính Vạn Hoa của đạo diễn Nguyễn Minh Chung, hãy cho biết những từ diễn tả tiếng chim hót ríu rít líu lo thuộc nhóm từ nào. 20 giây bắt đầu. Hạo Nhiên, đáp án của bạn là tính từ. Dạ, của em là từ lấy. Từ lấy, trời. Ủa, con chim mà hót lấy con hả? Con chim hót phải. Mà ra từ lấy. Bởi vì luôn, là hồi bé hót có lấy. Nghe tiếng chim hót. Sau đó thì em nghĩ là tiếng chim, hỏi tới tiếng chim thì em nghĩ tới từ ríu rít. Thì ríu rít nó cũng là một loại từ lấy, bởi vì nó lấy âm tiết ở trong cái từ đó. Wow. Vâng. Chi Bảo. Dạ, em là tính từ ạ. Trà Ngọc. Em bị sao á, tại vì em thấy là con chim nó hót mà em không biết là nó hót cái chữ gì, cho nên là em ta nghĩ đó là một loại âm thanh mà ví dụ giống như là diễn đạt tính chất của cái sự vật thì người ta gọi là tính từ, mà diễn đạt âm thanh thì em nghĩ nó là thanh từ. Thật ra là cái cách diễn giải của Trà Ngọc có phần đúng, tuy nhiên cái cách sử dụng từ của bạn có vẻ hơi sai rồi thì phải. Em không có nhớ. Và đáp rồi. Án của chúng ta là tiếng chim vừa rồi thuộc loại từ tượng thanh. Yeah, à, đúng rồi. Cái chữ của chị Vi nói là em nghĩ ra trong đầu mà em không có nhớ là ghi từ tượng thanh nha các bạn. Và rất tiếc cả 4 bạn đều bị trừ 1 điểm. Và từ tượng thanh là mô phỏng âm thanh của con người, con vật. Và trong thuật ngữ từ tượng thanh, tượng là mô phỏng, thanh là âm thanh. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 4.
Từ nào sau đây diễn tả sự suy nghĩ kỹ càng nhiều lần để tìm tòi hiểu biết thấu đáo? A. Nghiền ngẫm. B. Nghiền ngẫm. C. Nghiền ngẫm. D. Nghiền ngẫm. 20 giây bắt đầu. Xin mời. Cả bốn bạn đều chọn là B. Ghê vậy. Hạo Nhiên, tại sao lại là B? Tại vì thường là mình biết cái nó đúng chính tả thôi chứ không phải không, hay bạn cặp dê người ta. Ê, không có nha. Phương Linh. Dạ cô, em cũng là B, nghiền ngẫm. Cũng là B, nghiền ngẫm. Và với câu hỏi thứ tư này thì từ chính xác của chúng ta đó là nghiền ngẫm. Đáp án chính xác là đáp án B. Xin chúc mừng cả bốn bạn. Ngẫm là diễn tả suy nghĩ kỹ càng nhiều lần để tìm tòi, hiểu biết thấu đáo. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng trong vòng 2 này. Câu hỏi như sau. Tìm một từ đồng nghĩa với từ phạm vi. 20 giây bắt đầu. Xin mời. Xin mời Hạo Nhiên, bạn đọc đáp án của mình. Mình nghĩ đó là giới hạn. Giới hạn. Dạ, em là khoảng cách. Dạ, em nghĩ là vị trí. Vị trí. Trà Ngọc. Bà nghĩ gì vậy? Tự đọc. Em nghĩ từ đồng nghĩa với từ phạm vi là từ địa bàn. Ủa đúng rồi mọi người, sao vậy? Theo Phương Linh là từ địa bàn thì cái chữ bàn á ghi như thế nào cho đúng? Ủa? Dạ là địa bàn. Ghi đại bàn, bàn chắc luôn. Là có ri, có gì, còn địa bàn là n không có ri gì. Không, dạ, cái này vâng. Em ghi địa bàn nhưng mà ý là cái chữ bàn này là đại bàn á. Thôi bây giờ làm ơn hạ bảng xuống và cho Vi được phép trừ đại bàng một điểm trước nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe ban cố vấn nhận xét các bạn nhé. Chúng ta hiểu phạm vi là nó phải có một cái điểm đầu, cái điểm cuối các bạn. Tức là nó nói với ta về một khoảng cách hoặc một cái không gian cụ thể như thế. Cái từ vị trí á, thì vị trí nó chỉ là một điểm thôi, nó không phù hợp với một cái yếu tố để nói về không gian. Như vậy chúng ta sẽ không chấp nhận cái từ vị trí. Và Hạo Nhiên với từ giới hạn, từ này được chấp nhận, bạn được bảo toàn số điểm. Với từ khoảng cách mà Phương Linh đưa ra, từ này được ban cố vấn ngôn ngữ chấp nhận, bạn được bảo toàn số điểm. Và từ vị trí của Chi Bảo, ban cố vấn ngôn ngữ thấy từ này chưa hợp lý, cho nên là bạn bị trừ một điểm. Và trải qua 5 câu hỏi của vòng đầu tiên thì số điểm còn lại của các bạn như sau. Tống Hạo Nhiên, bạn còn lại số điểm là 8 điểm. Phương Linh, bạn còn lại số điểm là 8 điểm. Duy Bảo, bạn còn lại số điểm là 7 điểm. Trà Ngọc, số điểm còn lại của bạn là 7 điểm. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với vòng tiếp theo của chương trình được mang tên Câu chuyện ngôn ngữ. Chào mừng các bạn đã quay lại chương trình với vòng 3 được mang tên Câu chuyện ngôn ngữ. Vòng 3 với tên Câu chuyện ngôn ngữ. Vòng 3 chúng ta sẽ có 3 lượt chơi. Mỗi lượt người chơi được bốc thăm một tổ hợp âm tiết. Người chơi phải điền dấu thanh để biến chúng trở thành từ có nghĩa. Sau đó kể tiếp câu chuyện có ý liên kết từ câu mở đầu của chương trình. Mỗi lượt người chơi có 20 giây để đưa ra đáp án. Nếu sai hoặc không có nghĩa thì bị trừ 1 điểm. Nếu đúng thì bảo toàn được số điểm. Và với vòng vừa rồi thì chúng ta có 2 người có số điểm cao bằng nhau, đó là Hạo Nhiên và Phương Linh. Thì không biết bây giờ
mình có một cái cuộc trao đổi nào đó để tìm ra người quyết định thứ tự thi trong ngày hôm nay không ạ? À? Dạ, vậy thì anh Hạo Nhiên đây, em xin nhường cho anh. Và xin mời Hạo Nhiên, bạn quyết định thứ tự thi. Em, lên đầu tiên đi em. Rồi xong rồi tới bạn nữ này, rồi tới bạn nam. Đó, mình cuối cùng. Sao em tức chồng em ghê luôn. Nghĩa là Trà Ngọc đầu tiên, xong rồi đến Phương Linh. Đúng. Tới Chi Bảo và Hạo Nhiên là người cuối cùng. Xin mời các bạn hãy cùng bốc thăm. Và người đầu tiên, Trà Ngọc, xin mời bạn. Hồi hộp quá. Dạ đây. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Xin mời đáp án. Dạ, đáp án của em là sao xuyến ạ. À. Sao xuyến. Và dễ câu mở đầu mà chương trình đưa ra như sau. Linh thay đổi rất nhiều sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Linh thay đổi rất nhiều sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Nhan sắc của Linh khiến cho cánh mày râu nhìn thấy đều sao xuyến. Và xin mời lượt tiếp theo, Phương Linh. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Xin mời đáp án. Dạ, đáp án của em là ở quá. Xin mời bạn nối tiếp câu chuyện. Mặc dù cánh mày râu sao xuyến, nhưng Linh vẫn quyết định ở quá để một mình nuôi con. Rồi. Và xin mời Chi Bảo. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Và mời bạn đọc đáp án của mình. Dạ, đáp án của em là khắc khoải. Khắc khoải. Sau khi mà Linh quyết định ở quá một mình nuôi con thì nỗi lo khắc khoải của Linh vẫn là con của mình. Xin mời lượt tiếp theo, Hạo Nhiên. Mình hãy kết thúc câu chuyện. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Xin mời đáp án. Uốn tóc. Uốn tóc. Bây giờ là đang khắc khoải nỗi lo về con của mình rồi đó. Tự nhiên đang bi kịch cái đi uốn tóc à. Và một ngày đẹp trời cô ấy quyết định uốn tóc và thay đổi diện mạo để đón một tương lai tươi đẹp. Rồi, đó là cách đặt câu của các bạn. Nhưng bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe ban cố vấn nhận xét các bạn nhé. Thứ nhất là chúng ta đang rất xúc động với một cái người mẹ quyết định ở quá để mà lo cho con, đúng không ạ? Thì đột nhiên người chơi cho ta một cái phương án nó thay đổi gần như 180 độ, là cô đi uống tóc để đón chờ một tương lai tươi sáng. Thì cái trường hợp trong đó, cái câu đó không có sai về ngữ pháp, nhưng mà câu đó nó khiến cho câu chuyện nó chệch theo một cái hướng khác, nó không gắn kết logic với cái mạch của cái câu chuyện đó. Như vậy phương án này chúng ta không chấp nhận. Với lượt đầu tiên, từ sao xuyến của Trà Ngọc, từ ở quá của Phương Linh, từ khắc khoải của Chi Bảo, cả ba từ này các bạn được chấp nhận. Còn với từ uống tóc của Hạo Nhiên thì cách đặt câu của bạn không hợp lý, cho nên là không được chấp nhận, bạn bị trừ một điểm. Và chúng ta sẽ đến với lượt thứ hai. Không biết bây giờ Hạo Nhiên mình có muốn đổi vị trí không ạ? Nhiên quyết định, Nhiên sẽ đi đầu. Tiếp theo là Trà Ngọc và bạn Chi Bảo, cuối cùng là bạn Phương Linh. Xin mời các bạn hãy cùng bốc thăm. Và xin mời Hạo Nhiên hãy mở phong bì của mình. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Xin mời đáp án. Biển rịn. Biển rịn. Và câu mở đầu của chương trình như sau. Như cảm thấy có điều gì đó bất an thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô ấy biển rịn, nhấc máy. Đó là đáp án của bạn. Và lượt tiếp theo, xin mời Trà Ngọc. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Lo nghề. Lo nghề. Lo nghề là như thế nào ạ? Lo nghề là một từ thiếu đi chữ nghiệp ạ. Lo nghề nghiệp. Rồi, xin mời bạn đặt câu của mình. Bệnh rịnh nhấc máy. Cô ấy đang có nỗi lo nghề nghiệp của mình.
sẽ không nuôi sống được bản thân. Đó là đáp án của bạn. Dạ. Tiếp theo, xin mời Chi Bảo. 20 giây bắt đầu. Và xin mời. Dạ, đáp án của em là vĩ trứng. Vì cái từ đó là vi trùng, là vĩ trứng. Và bây giờ nối tiếp nỗi lo nghề nghiệp của mình. Dạ rồi, tiếp theo là bỗng nhiên như cảm thấy đói bụng thì xuống bếp mở tủ lạnh ra chỉ còn lại vĩ trứng. Đó là cách đặt câu của bạn. Và xin mời Phương Linh. 20 giây bắt đầu. Và xin mời. Dạ, đáp án của em là U Tú. U Tú. Nói tiếp với câu chuyện mở tủ lạnh ra chỉ còn vị trứng. Sau khi thưởng thức như cảm thấy bụng đã no, cô ấy liền chìm vào giấc ngủ. Và trong giấc mơ đó, cô thấy mình là một nhân viên U Tú. Ghi nhận đáp án của bạn. Có vẻ là với lượt thứ hai này, gương mặt của mọi người đang thể hiện đến tất cả mọi thứ luôn rồi đó. Hoang mang, lo lắng cực độ. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến của ban cố vấn ngôn ngữ các bạn nhé. Chúng ta buộc phải loại ngay hai cái đáp án. Thứ nhất là lo nghề và thứ hai là cái vị trứng. Người chơi đã tự thêm vào cái dấu trong cái từ lo nghe. Thì bản thân chúng ta chỉ có thể thêm thanh điệu được thôi. Còn thêm dấu E vào đó, lo nghề thì nó lại không đúng rồi. Cũng như vậy với cái từ vị trứng. Bởi vì cái từ vi trung á, người ta yêu cầu chúng ta điền thanh điệu vô. Thì bản thân cái từ U thành Ư nó đã sai. Như vậy chúng ta loại hai phương án đó vì nó không hợp lý. Trường hợp thứ hai là trường hợp của hai cái từ bình rịnh và ưu tú. Bình rịnh nó phải diễn tả một cái trạng thái làm có cái điều gì đó xúc động khi mà chúng ta phải chia tay một cái nơi nào, một cái người nào đó thì nó phù hợp hơn. Ở đây nhấc máy điện thoại bình rịnh thì điều này nó không có hợp lý lắm với cái ngữ cảnh. Ưu tú thì mình cũng có một cái lời khen là người chơi đã rất là nỗ lực với một câu rất là hay. Nhưng mà bản thân cái câu đó nó đã đi chệch khỏi cái nội dung câu chuyện. Và cái giấc mơ nhân viên ưu tú thì không có gắn với lại cái ngữ cảnh mà câu chuyện đang diễn ra. Như vậy là cái bốn đáp án tiếp theo chúng ta không thể lựa chọn được. Và đó là ý kiến của ban cố vấn ngôn ngữ. Lượt này là cả bốn bạn đều bị trừ một điểm luôn, rất là tiếc. Lượt thứ ba, ai sẽ là người bắt đầu ạ? Chi Bảo. Chi Bảo. Phương Linh. Phương Linh. Nhiên. Và cuối cùng là Trà Ngọc. Trà Ngọc. Và xin mời các bạn cùng bốc thăm. Và với lượt đầu tiên, xin mời Chi Bảo. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Xin mời đáp án. Dạ, đáp án của em là phẳng phiu. Phẳng phiu. Và câu chuyện mở đầu của chúng ta như sau. Minh hẹn với Nga cuối tuần này sẽ cùng nhau đi Vũng Tàu. Minh và Nga đều mong muốn chuyến đi của mình phẳng phiu. Đó là đáp án của bạn. Xin mời tiếp theo Phương Linh. 20 giây bắt đầu. Xin mời Phương Linh đọc đáp án. Dạ, đáp án của em là phục hồi. Phục hồi. Bây giờ đang đi chơi đó. Với mong muốn rằng Nga có thể phục hồi được thể trạng của mình sau vụ tai nạn vừa qua. Rồi. Xin mời tiếp theo. 20 giây bắt đầu. Xin mời đáp án. Cuốn quýt. Cuốn quýt. Bạn có sai chính tả không? Hả? Cuốn quýt đúng rồi mà. Đúng thì mình để. Ờ. Vậy đó. Ủa? Sao gại quá vậy? Ủa chị? Làm chăng đó. Thì mình hỏi thôi mà. Hỏi coi có sai chính tả không thì trả lời không. Không thì mình để nguyên thôi, đâu gì đâu. Rồi, bây giờ là mình nối tiếp câu chuyện của dạ, Phương Linh nào. Này nha. Nhưng trên đường đi cô ấy cuốn quýt khi nhớ rằng mình để quên chiếc ví ở nhà. Xin mời Trà Ngọc kết chuyện. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Xin mời đáp án ạ. Kinh ngạc ạ. Kinh ngạc.
Và xin mời nối tiếp câu chuyện của Hạo Nhiên. Trên chuyến xe, Minh đang giữ trong tay chiếc ví của Nga khiến cho cô hết sức kinh ngạc. Rồi, Minh đang giữ có nghĩa là không để quên ở nhà nữa. Dạ đúng rồi, là Minh giữ. Đã 3 lượt thi trôi qua, các bạn cảm thấy như thế nào? Thật ra thì tâm trạng cũng nhiên là mắc cười hơn từ cái lúc mà phẳng phiêu á. Một chuyến đi phẳng phiêu mà mình không hiểu. Mình chưa chuyến nghĩ... đi không đi lên cao tốc gì luôn. Có nghĩa là có những từ mà chúng ta cảm thấy là mình thấy thì quen đó, nhưng mà bây giờ đặt câu vô ngữ cảnh thì nó không phù hợp lắm đúng không? Bây giờ hãy cùng lắng nghe ý kiến của ban cố vấn ngôn ngữ các bạn nhé. Chúng ta thấy là cái đoạn văn vừa rồi nó cũng tương đối logic, trừ một cái trường hợp duy nhất là các bạn dùng từ nó chưa đúng, thành ra nó khiến cái câu đó cũng sai luôn, đó là trường hợp của từ phẳng phiêu. Chúng ta hay dùng cái từ phẳng phiêu cho quần áo, hoặc là chúng ta có thể dùng được cái từ phẳng phiêu cho một cái mặt phẳng nào đó. Còn cái trường hợp của người chơi khi đưa ra cái từ phẳng phiêu này thì nó không hợp lý lắm, do vậy phương án này chúng ta không chấp nhận. Và lượt cuối cùng với từ phẳng phiêu của Chi Bảo, bạn sử dụng không hợp lý, bạn bị trừ 1 điểm. Và với 3 từ cuốn quýt của Hạo Nhiên, kinh ngạc của Trà Ngọc và phục hồi của Phương Linh, cả 3 từ đều được ban cố vấn chấp nhận, được bảo toàn số điểm. Và trải qua 3 vòng thi, chúng ta sẽ tổng kết số điểm còn lại của 4 bạn như sau. Tống Hạo Nhiên, số điểm còn lại của bạn là 6 điểm. Và Phương Linh, bạn còn lại số điểm là 7 điểm. Số điểm còn lại của Chi Bảo là 5 điểm. Và Trà Ngọc, bạn còn lại số điểm là 6 điểm. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cố gắng phát huy tính đồng đội qua vòng cuối cùng của chương trình được mang tên Thử thách bất ngờ. Nhưng trước tiên, hãy cùng nghỉ giải lao trong giây lát các bạn nhé. Đến với vòng cuối cùng của chương trình được mang tên Thử thách bất ngờ. Vòng 4 có tên Thử thách bất ngờ, có 3 từ ngữ. Người chơi phải giải nghĩa đoán từ. Người thứ nhất và người thứ hai đứng đối diện nhau, có nhiệm vụ gợi ý từ ngữ. Thời gian là 20 giây. Người thứ ba đứng vị trí quay lưng lại, có nhiệm vụ đoán từ ngữ và diễn tả cho người thứ tư với thời gian là 20 giây. Người thứ tư phải viết lại từ ngữ của chương trình cho đúng chính tả với thời gian cũng là 20 giây. Tổng thời gian cho mỗi từ ngữ là 60 giây. Nếu đúng được từ số 1 là 10 triệu đồng, từ ngữ số 2 cũng là 10 triệu đồng, từ ngữ số 3 10 triệu đồng. Nhưng nếu bạn đúng cả 3 từ ngữ thì sẽ được thêm 10 triệu đồng. Như vậy tổng giải thưởng của vòng 4 lên đến 40 triệu đồng. Bây giờ thì không biết là ai ở vị trí nào đây ạ? Thôi để anh cuối cho. Dạ. Em đứng kế chồng em luôn chứ. Dạ đi. Rồi. Đi 1-2. Xin mời các bạn. Và với lượt đầu tiên, hy vọng là các bạn sẽ không bị vi phạm vào từ mà chương trình đưa ra nha. 20 giây dành cho các bạn. Bắt đầu. Mình bị ốm thì mình như thế nào? Xin mời Bảo. Có 2 từ. Mình bị bệnh mà nóng nè. Xin mời Linh. Rồi, cái từ đó, cái tính từ. Từ thứ hai là từ trái nghĩa với từ. Nhiệt độ tăng lên thì sao? Chắc. Mình bị từ đầu tiên là nhiệt độ mình nó tăng lên mình thì bị mình bệnh. Xin mời Bảo. Rồi, từ thứ hai là trái nghĩa với cứng. Từ thứ mời hai lên. Từ đầu tiên. Rồi, xin mời phòng máy ngắt nhạc ạ. Đến lượt mình bắt đầu rồi. Phiêu quá. 20 giây của bạn bắt đầu. Nhiệt cao. Miếng dán. Tin tức. Báo chí. Nghệ sĩ. Dính phốt. Bóc phốt. Báo chí. Tin tức. Thân nhiệt. Không cứng. 20 giây dành cho Hạo Nhiên bắt đầu. Trà Ngọc, bạn diễn tả là từ gì? Em diễn tả là từ sốt dẻo. Hồi nãy cái khúc đầu là sốt thì thấy có lý, nhưng mà dựa vào dữ kiện gì bạn nghĩ là dẻo? Thì
thì cuối cùng mới biết là dẻo đó, không cứng không mềm đó. Rồi bắt đầu là mình thường sốt thì không lẽ gì đi chung với lại cái từ nào khác, chỉ có sốt dẻo là hợp lý nhất thôi. Bây giờ chúng ta sẽ xem có mang về được 10 triệu đầu tiên hay không nhé. Từ của chương trình đưa ra đó là sốt dẻo. Với từ sốt dẻo, các bạn đã mang được về 10 triệu đồng đầu tiên. Bây giờ thì mình có muốn đổi vị trí cho nhau không ạ? À? Vẫn giữ nguyên ạ. À. Giữ nguyên vị trí này ha. Từ nào thấy câu này sai bắt đầu mới kỳ. Và với từ thứ hai, chúng ta sẽ có 20 giây. 20 giây bắt đầu. Thể dục, ở từ trước thể dục là gì? Bảo. Thể, từ thể là phía sau. Khi mình đang cùng nhau chạy, mình qua mặt. Từ đầu tiên là từ trước của chữ thể. Từ thứ hai là từ qua mặt, đồng nghĩa với qua lên. Mặt. Rồi, người ta bán thuốc thì cái chữ bỏ cái chữ sĩ ở phía sau ở trước là gì, nhưng mà thay cái sau đó là chữ mời bảo. Thay chữ C. Hết giờ. Nhiên ơi, nhạc cắt đột ngột quá hả? Bây giờ ráng truyền đạt nha. 20 giây dành cho bạn. Bắt đầu. Nhảy múa, ca hát, đi học, có cái quyển, cái hai từ ơi, đi học có cái quyển mà cái quyển không phải là hai quyển từ, sách. Hai từ. Bác sĩ, bán thuốc, nhà thuốc, đông y, tây y, bị bệnh. Hết giờ. Và 20 giây dành cho Hạo Nhiên. Bắt đầu. Nãy giờ là liên quan đến bác sĩ được không đó nha. Mình ráng nhớ lại nè. Đang ghi. Mà nãy dựa vô dữ liệu gì mà Nhiên nghĩ ra là tập dược? Tại vì chữ đầu tiên là không phải sách là mình hiểu rồi, chữ tập rồi. Rồi y khoa, y ghi rồi nữa, mình có thể thống kê lại là chữ dược. Nhưng mà nếu mà mình đang phân vân là không biết dược T hay dược C. Vậy thì bây giờ là dược hay là dợt đây? Chúng ta sẽ có từ thứ hai đó là tập. Ồ đúng rồi, đúng rồi. Thấy là coi bộ đúng đúng rồi đó. Bây giờ cái từ cuối cùng nè, có mang về được 10 triệu đồng hay không? Và kết quả... Em thấy cái dấu ngang. Yeah. Sao? Diễn tả giỏi. Bây giờ các bạn đã mang về được 20 triệu rồi nha. Nếu mà đúng được một từ cuối là coi như là mỹ mãn 40 triệu luôn. Bây giờ mình có đang giữ phong thủy nè. Đổi ha. Đúng rồi, đem qua cho đổi đi. Dạ. Để trải nghiệm đúng không? Dạ, đúng rồi. Có 20 triệu thôi mà mình đứng một chỗ mỗi chứ 20 triệu thôi mà. Và từ quyết định cuối cùng để xem các bạn có thể mang về được 20 triệu hay không, nâng tổng số tiền lên 40 triệu. Từ đó là 20 giây bắt đầu. Từ đầu là từ kiểu mà nếu mà mình hát. Mời Trà Ngọc. Ca sĩ, giọng gì anh hay nói với em là giọng tenor. Đúng rồi. Giọng cao mà giọng cao mà nếu mà cao quá người ta sẽ gọi giống như là xin mời Ngọc. Tenor. Và xin mời phòng máy ngắt nhạc ạ. 20 giây dành cho chị Bảo bắt đầu. Có hai từ. Ca sĩ, giọng cao, giọng gió, opera, khán phòng, tiếng chim, chim hót, xong phía sau là chữ gì? 5 giây cuối cùng. Rồi, nhớ là đầu từ là ca sĩ nè, cao nè, nam nè, cao, opera. Và 20 giây dành cho Phương Linh bắt đầu. Mà theo bạn lãnh là lãnh hỏi hay ngã? Theo em thường thường dấu đi với dấu sắc á là em nghĩ là dấu hỏi. Nếu mà cái từ này mà sai dấu là tôi nói thiệt tôi tức lắm đó nha. Và từ chương trình đưa ra đó là lạnh lót. Nhưng ủa chưa thấy dấu mà. Ủa dấu gì, tôi che dấu lại rồi mà. Ủa? Che dấu nữa là sao? Mọi người, nếu mà cho một cơ hội nữa bạn có sửa lại không? Để em suy nghĩ lại cái từ đó. Cho 10 giây. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Và bạn quyết định là không thay đổi. Dạ.
Và đó là một quyết định. Đúng đó. Rất tuyệt vời, với 3 từ các bạn đã mang về được 40 triệu đồng. Tuyệt vời đúng không nào? Các bạn đã vượt qua vòng cuối cùng rất nhẹ nhàng, trả lời đúng cả 3 từ. Và xin được chúc mừng Phương Linh, cô gái đáng yêu của chúng ta. Bạn đã xứng đáng giành được danh hiệu Người hùng ngôn ngữ. Và phần thưởng dành cho Phương Linh là kỷ niệm chương 5 triệu đồng cùng với quà tặng của nhà tài trợ cao cấp Sarcos. Xin chúc mừng. Có thể nói là chơi là hết sức luôn. Cho nên là cả 4 bạn đều thể hiện tinh thần đồng đội rất tốt và trả lời được cả 3 từ, giành được giải thưởng lên đến 40 triệu đồng. Ngày hôm nay thì cả 4 người chơi của chúng ta đều rất xuất sắc, vượt qua được tất cả những thử thách của chương trình. Hy vọng rằng qua chương trình thì quý vị khán giả cũng có thể bổ sung lại hoặc là tìm kiếm những từ mới, chỉnh sửa lại những từ mà mình hay sai trong cuộc sống nha. Và chương trình Thử thách bất ngờ xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào lúc 21:15 tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Xin được cảm ơn nhà tài trợ ba lô, túi sách cao cấp Sarcos đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Sarcos, wherever you go. Thương hiệu vali, ba lô, túi xách cao cấp từ Mỹ.